Để làm được một cái hiệu ứng ảo mà nó theo kiểu hai lớp như thế này nhé, thì mọi người cần làm có mấy bước như sau thôi. Đầu tiên chuẩn bị Thảo một cái lớp nền. Lớp nền này Thảo dùng cái mắt mèo cực quang của Ramila mọi người nhé. Đây là màu AT5, là màu hồng nhạt. Mọi người dùng màu nào cũng được, miễn là cái lớp nền mọi người thấy thích cái màu đó thôi. Sơn một lớp dày dày một chút xíu và dùng cái 500 thanh hình chữ nhật để đẩy sáng hai bên. Sau đó dùng cái đầu nhỏ của nó để lia vào một bên để cho nó sáng bừng lên ở một bên mà mọi người thích. Đó, mọi người nhìn thấy không? Cái mắt mèo này nó sáng hơn gấp 5 lần mắt mèo ánh trăng bình thường. Nên là cái độ sáng của nó sẽ theo hiệu ứng là sáng nhũ mịn và rất nhiều nhũ mọi người ơi. Sau đó thì mọi người sẽ đem đi hơ đèn. Hơ xong rồi nhá, hơ kỹ thì mọi người sẽ sơn lên Thảo một cái lớp tốp tráng gương. Tốp tráng gương thì lớp này để trà tráng gương cực quang ấy. Tráng gương cực quang này rất là dễ bắt tráng gương. Thì cái lớp tốp này mọi người hơ Thảo khoảng 50-60 giây nhá. Tráng gương cực quang này là tráng gương nhà Thảo đã bán rất là lâu rồi. Tuy nhiên mọi người phải lấy ít hơn nhé, cái này Thảo đang lấy nhiều phí quá. Tại vì chỉ cần một lượng nhỏ thôi, nó rất là bóng và nó rất là sáng rồi. Vì đây là tráng gương nguyên chất cho mọi người nhé, nhưng không có độn thêm bất cứ loại bột nào cả. Nên mọi người chỉ cần dùng một lượng rất là nhỏ thôi. Trà xong thì rất sáng và bóng rồi. Mọi người sẽ dùng cho Thảo cái gel nổi Annie. Đây gel nổi Annie nha. Trải lên một lớp. Độ dày mỏng nó tùy theo cái sở thích của mọi người. Đấy, đây Thảo trải vừa phải để trải nó lên đây ra thôi. Còn tạo hình kiểu nó đường cong như nào thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cây cọ ombre nhá. Đó, dùng cọ ombre này để đi nó cong theo ý mọi người muốn. Có thể đi cong từ bên phải sang hoặc cong từ bên trái sang là tùy theo mọi người muốn. Đó, sau đấy thì đem đi hơ đèn nhá. Nếu mọi người thích dày hơn nữa thì có thể là trải cái lớp gel nó dày lên. Sau đấy thì mọi người sẽ hơ đèn và dùng cái cọ để đi cái đường nhũ như này. Đó, đi cái đường nhũ uốn cong, đi 1 đến 2 đường thôi mọi người nhé. Đi nhiều quá là nó không có đẹp vì đã bị tập trung vào cái đường nhũ rồi. Đây là nhũ siêu sáng của Geliva này. Sau khi đi nhũ xong, mọi người sẽ hơ đèn và sơn tốp. Thì cái lớp tốp lúc này nha mọi người nhé. Lớp tốp lúc này mọi người chỉ cần sơn một cái lớp tốp mỏng thôi. Đi một cái loại tốp mỏng thì tốp Jimmy là một loại đảm bảo đầy đủ như vậy luôn, vừa mỏng nhẹ vừa bóng. Mọi người hơ đèn cho Thảo 120 giây nhá. Hiệu ứng rất là xinh, mọi người thể tạo được nhiều hiệu ứng khác nhau, không chỉ như hiệu ứng Thảo vừa làm này. Đó.